Hi, xin chào mọi người. Trên tay mình trưa nay là một cái giá đỡ điện thoại và iPad đó, của thương hiệu Hoco. Mã số của nó là BH29A. Lý do mình chia sẻ là tại vì ở trên Shopee mình thấy cái giá cũng rất là rẻ. Hôm nay nó giảm khá nhiều. Và cái thiết kế cũng như là cái chất lượng của nó rất là tốt, khá chắc chắn. Đấy, tháo ngay cho mọi người xem. Đấy, khi gấp lại thì nó nhỏ gọn như thế này. Và cái cảm giác đầu tiên á, cầm trên tay thì nó khá nặng. Theo như nhà sản xuất họ ghi thì là khoảng 170g. Đó. Và ở ngoài là mũ nhựa. Đấy. Và ở phía dưới đế thì họ có 4 cái nhấm để chống trợt. Và mọi người xem cái độ hoàn thiện của nó nè, rất là ổn luôn. Trông không có rẻ tiền chút nào. Và những cái thao tác để chúng ta bung ra cũng rất là nặng. Đấy. Cái giá đỡ điện thoại hai cái chân đế dưới này mọi người thấy nó cũng rất là chắc luôn. Và ở trong đây thì họ có những cái mục mũ nhỏ. Cái này thì giúp cho nó tăng cái độ bám cũng như không có làm trầy cái mặt sau của điện thoại. Và chúng ta có thể kéo ra. Khi kéo ra thì nên dùng lực một chút. Đấy. Chúng ta có thể chỉnh như thế này, lên xuống hoặc là ở trên đây, tùy theo cái bàn, cái góc nhìn mà chúng ta chỉnh thôi. Và đơn giản đặt điện thoại lên thôi. Chúng ta có thể đặt theo chiều ngang. Đấy, để xem phim hoặc đặt theo chiều đứng như thế này. Và ở dưới đây thì chúng ta có thể gắn dây sạc. Và mình có một cái iPad ở đây. Đó, chúng ta chỉ cần đặt lên như thế này. Đây, mọi người xem. Khi mà đặt cái iPad lên đó, thì do cái iPad hơi nặng cho nên chúng ta không có để nó như thế này quá. Đó, để vừa cái góc nhìn của mình thôi. Nhưng khi mà đặt lên được như thế này thì nó rất là chắc. Đó. Và chúng ta thao tác làm việc thôi, đặt trên bàn thao tác làm việc bình thường. Đấy, rất là dễ luôn. Mình cầm lên nha. Đó. Và bây giờ mình thử đặt đứng. Đây, đặt đứng. Đặt đứng thì không có nghiêng cái góc này quá, nhưng mà nó vẫn ổn. Khá là chắc. Đấy, tóm lại thì cá nhân mình thấy đây là một cái sản phẩm nhỏ gọn mà rất là đáng mua, để cho chúng ta để ở trong cái túi sách để đem tới văn phòng hoặc là những cái buổi trưa mà đi uống cà phê, đem ra đó mình gắn cái iPad lên hoặc là cái điện thoại để làm việc hoặc xem phim. Và cái giá của nó hôm nay ở trên Shopee chỉ khoảng 100.000. Mình sẽ để link mua sản phẩm ở trong phần mô tả. Rồi, bây giờ xin dừng video tại đây. Nhớ đăng ký kênh Thích Mua Sắm cũng như bật nút thông báo để nhận được những cái sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.